Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần chân sạc của điện thoại Nokia Lumia 535 được hàn chết trên bo mạch của máy như này. Khi vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Nokia Lumia 535 không nhận sạc, nhận chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới chân sạc của điện thoại Nokia Lumia 535, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Hiện nay di động cao cấp.vn có sẵn mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Nokia Lumia 535 nói chung và phần chân sạc của Nokia Lumia 535 nói riêng thay mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc của Nokia Lumia 535 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.